Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Hoàng Tuấn, kiện tướng quốc gia cờ vua. World Cup cờ vua 2023 đang diễn biến cực kỳ gay cấn với nhiều bất ngờ. Hàng loạt tên tuổi lớn được cho là cửa trên như thần sấm Hikaru Nakamura, Shane Wesley, Teemu Rajabo và Lê Quang Liêm đã bị các kỳ thủ có hệ số Elo kém hơn loại. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một trận đấu được cho là cân tài cân sức giữa Á quân thế giới Fabiano Cazorla và nhà vô địch World Cup Genduda ở vòng 5 World Cup cờ vua 2023 nhé. Trong trận đấu lượt đi thì hai bên đã hòa nhau, và ở trận lượt về tiêu chuẩn này, Duda dường như nắm lợi thế khi được chơi quân trắng, trong khi đó Cazorla là người cầm quân đen. Đầu tiên thì nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy ấn vào nút đăng ký và nhấp vào cái chuông để nhận thông báo xem những ván cờ vua mới nhất. Đừng quên để lại một like để động viên và ủng hộ admin dạy chơi cờ vua nhé. Với lợi thế cầm quân trắng ở trận lượt về, Duda mạnh mẽ khởi đầu ván cờ bằng nước tốt D4. Không dám coi thường nhà vô địch World Cup, Cazorla thận trọng đáp trả bằng nước mã F6. Trắng tiếp tục dâng tốt C4, nước cờ tấn công được coi là mạnh mẽ nhất. Đen để tốt E6, mở đường cho tượng F8 xuất trận. Và với nước đi này, nên chưa hề bộc lộ ý đồ sẽ sử dụng loại khai cuộc nào để đối phó. Nó có thể là phòng thủ nhím Sovic, phòng thủ Ấn Độ mới, hoặc cũng có thể là trận gambit hậu huyền thoại. Trắng nhảy mã C3, đưa quân ra kiểm soát trung tâm. Quả nhiên là đen đã phi tượng lên B4, tung đòn rằng khống chế mã, sử dụng phòng thủ nhím Sovic để gián tiếp tranh giành quyền kiểm soát trung tâm. Trắng đẩy tốt E3, mở đường cho tượng F1 xuất trận. Sau khi đã phát triển các quân nhẹ bên cánh vua, đen liền nhập thành, đưa vua vào vùng an toàn, chuẩn bị cho các trận đánh lớn. Trắng triển khai tượng lên D3, chĩa về phía cánh vua. Vua vừa mới yên vị, đen đã hùng hổ dâng tốt C5, mở cuộc phản kích vào trung tâm. Trắng nhảy mã lên F3, đưa quân xuất trận củng cố trung tâm. Đen tiếp tục dâng tốt D5, ồ ạt phản công vào trung tâm. Thấy đen hổ báo, trắng chủ động ăn tốt sang D5 khai chiến. Theo chúng tôi thì ở đây, đen có thể ăn tốt lên D5. Trắng ăn tốt sang C5 thì đen sẽ di chuyển mã lên D7 để bắt lại tốt. Và thế cờ sẽ diễn biến tương đối là cân bằng. Trở lại ván cờ thực chiến, Cazorla là một người nghiên cứu khai cuộc rất là sâu. Anh lựa chọn phương án ăn tốt sang D4 để bắt mã, quyết chơi đôi công với đối thủ. Trắng ăn tốt lên D4, đen ăn tốt lên D5. Như vậy thì sau một loạt nước đổi tốt ở trung tâm, đen đã mở toang cột E cho các quân nặng qua tấn công. Không dám nấn ná để vua ở giữa bàn cờ lêm, trắng vội vã nhập thành, đưa vua vào góc bàn cờ, sẵn sàng nghênh chiến. Đen phi tượng lên G4, tung đòn rằng khống chế mã. Trắng đẩy tốt H3 đuổi tượng. Đen chạy tượng về H5, tiếp tục duy trì vị thế rằng. Thừa thế xông lên, trắng đẩy tốt G4, đuổi tượng đen về để tháo rằng. Đen chạy tượng về G6, trắng nhảy mã với E5, đứng tấn ở trung tâm để làm bàn đạp cho các cuộc tấn công. Đen đưa mã lên D7, tìm cách tiêu diệt quân mã ở trung tâm. Trắng ăn mã vào G6, đen ăn tốt lên G6. Trắng triển khai hậu lên B3, tấn công tượng và xiên vào điểm yếu ở B7. Không muốn lằng nhằng, đen bèn đổi luôn tượng vào mã C3. Trắng ăn hậu sang C3, đen nhảy mã với E4, tấn công hậu. Trắng chạy hậu sang B3, vừa chạy vừa kịp tung đòn tấn công con tốt D5 và con tốt ở B7. Đen nhảy mã lên B6, che chắn và bảo vệ tốt. Chưa làm gì được đen, trắng chậm rãi lên vua G2, củng cố thế trận và chờ đợi cơ hội. Đen qua xe C8, chiếm lĩnh cột mở C. Trắng triển khai tượng lên E3. Với quyết tâm giành thế chủ động trên chiến trường, đen mạnh mẽ dâng tốt E5, phát động chiến dịch phản công cánh vua. Thấy đen hổ báo, trắng liền đẩy tốt F3, đuổi mã đen khỏi vị trí chiến lược ở trung tâm. Những tưởng là đen sẽ phải chạy mã về D6, nhưng không. Cazorla bất ngờ nhảy mã vào C4, tấn công quân tượng E3. Trường hợp mà trắng ăn tốt vào E4 thì đen sẽ ăn mã vào E3 chiếu bắt xe. Còn nếu mà trắng ăn tượng lên C4 thì đen sẽ ăn tốt lên C4 để tấn công hậu. Trắng ăn hậu vào B7 thì đen sẽ qua xe B8 bắt hậu.
trắng chạy hậu về C6 thì đen sẽ ăn xe xuống B2 chiếu và đen sẽ chiếm ưu thế lớn. Trở lại với diễn biến ván cờ, trước đòn phản công của đen, trắng lựa chọn phương án ăn tượng của E4, mở thông hàng 3 cho hậu bảo vệ tượng. Đen ăn tốt sang E4, mở toang cột F cho xe tham chiến. Trắng ăn tốt lên E4, đen đuổi xe vào F1, trắng ăn xe sang F1, đen ăn tốt sang E4, tạo ra con tốt thông ở cột E. Lúc này thì xe trắng tuy chiếm lĩnh cột mở F, song lại không có đường xâm nhập. Mặt khác thì tượng E3 lại tỏ ra lép vế hơn so với con mã. Bí nước, trắng liền qua hậu C3, với ý đồ sẽ lùi về E1 rồi di chuyển sang mặt trận cánh vua. Nên lên vua H7. Ở đây trong trường hợp mà trắng thọc xe xuống F7, định chiếm hàng ngang số 7 thì đen sẽ lùi mã về D6, tung đòn tấn công đôi bắt hậu và xe. Do đó thì trắng đã di chuyển tượng lên F4 để tìm cách tích cực quân tượng. Nên phi hậu lên D5 rình. Trắng cảnh giác chạy vua lên G3 để phòng có biến. Đen qua xe F8, tung đòn rằng khống chế tượng, đe dọa sẽ đẩy tốt G5 để bắt chết tượng. Không hề nao núng, trắng lên hậu B4 tấn công xe, đồng thời uy hiếp con tốt ở B7. Đen tiến xe lên F7, vừa tránh đòn, vừa phòng thủ hàng ngang số 7. Trắng qua xe C1, tránh khỏi đường rằng và hợp sức cùng hậu để tấn công mã. Thấy trắng bỏ cột F chiến lược, đen lập tức dâng tốt G5 đuổi tượng. Trường hợp mà trắng chạy tượng xuống B8 thì đen sẽ lao xe xuống F3 chiếu và vua trắng sẽ lâm nguy. Do đó thì trắng liều lĩnh ăn hậu vào C4, gạ gẫm đen đổi hậu để hóa giải thế tấn công vua. Không chậm trễ, đen ăn tốt và F4 chiếu, liên kết hai tốt lại thành một cặp tốt thông cực kỳ nguy hiểm. Ở đây trong trường hợp mà trắng chạy vua về F2 thì đen sẽ đẩy tốt E3 chiếu. Trắng chạy vua về G1 thì đen sẽ lao hậu xuống F3 rình. Trắng ăn hậu vào F7 thì đen sẽ qua hậu G3 chiếu. Trắng chạy vua sang H1 thì đen sẽ ăn hậu vào H3 chiếu. Trắng chạy vua G1 thì đen sẽ ăn hậu về G4 chiếu. Trắng chạy vua sang F1 thì đen sẽ đẩy tốt xuống F3, đe dọa xuống phong hậu G2 chiếu, rồi qua hậu E2 chiếu hết. Không thể chiếu chắc được gì, trắng liền lên xe E2 để phòng thủ hàng ngang số 2, thì đen sẽ xuống hậu H3 chiếu. Trắng chạy vua sang G1 thì đen sẽ đẩy tốt xuống E2, chia cắt xe và đe dọa chiếu hết ở F1, G2, khiến cho trắng khó lòng mà chống đỡ. Trở lại ván cờ thực chiến, trắng chạy vua về G2 tránh đòn, đen bất ngờ tăng tốc đẩy tốt xuống F3 chiếu. Trắng chạy vua về F1, sau một hồi dồn ép vua trắng bằng cặp tốt thông ở cột E và F, đen lùi hậu về D7, giữ lại hậu để tấn công. Trắng đẩy tốt D5, mở đường cho hậu vây bắt con tốt E4, đen qua xe E7 bảo vệ tốt. Ở đây trong trường hợp mà trắng ham mê qua xe E1 quyết bắt cho bằng được con tốt E4 thì đen sẽ lên hậu D6. Trắng ăn xe lên E4 thì đen sẽ lao hậu xuống G3. Trắng ăn xe vào E7 thì đen sẽ xuống hậu G2 chiếu. Trắng chạy vua sang E1 thì đen sẽ đẩy tốt xuống F2 chiếu. Trắng chạy vua lên D2 thì đen sẽ đẩy tốt xuống F1 chiếu. Đồng thời phong thêm quân hậu nữa và trắng sẽ khó lòng chống đỡ được song hậu của đen. Trở lại với diễn biến ván cờ, trắng tiến hậu lên C5, ngăn chặn đen lên hậu D6. Đen lên xe E5, phối hợp cùng hậu để bắt tốt. Trắng qua xe E1, tấn công tốt E4. Đen ăn xe sang D5, đuổi hậu. Trắng chạy hậu về C2, tiếp tục tìm cách bắt lại con tốt E4. Đen phi hậu lên B5 chiếu. Trắng chạy vua lên F2 tránh đòn. Đen lùi hậu về B6. Tiếp tục truy sát vua. Trắng chạy vua về F1. Đen lên xe D4 giữ tốt. Nếu mà trắng ham ăn tốt E4 thì đen sẽ qua hậu G6. Tung đòn rằng bắt chết xe. Do đó thì trắng không dám mạo hiểm, liền đưa hậu qua F2. Đen qua hậu A6 chiếu. Trắng chạy vua sang G1. Đen qua hậu D6 bảo vệ xe và chuẩn bị một mưu đồ đen tối. Bí nước, trắng lại qua vua F1. Co cụm lại để phòng thủ.
nên lao xe xuống D1 gạ đổi, hòng phá tan lá chắn bảo vệ vua. Trắng lên hậu E3, đe dọa sẽ ăn E4 chiếu. Không chậm trễ, nên lao hậu xuống D3 chiếu, ép trắng phải đổi hậu. Nếu mà trắng ăn hậu sang D3 thì đen sẽ ăn xe và E1 chiếu. Trắng ăn vua sang E1 thì đen sẽ ăn tốt xuống D3, tạo ra cặp tốt thông lạc, khiến cho vua trắng phải đứng im một chỗ, không thể nhúc nhích đi đâu được để chống đỡ cặp tốt thông này. Khi đó thì đen sẽ luồn vua lên để bắt tốt và giành chiến thắng một cách dễ dàng. Trở lại ván cờ, trắng chạy vua lên F2 tránh đòn. Thế nhưng nước đi này lại khiến cho trắng thua nhanh hơn. Không chậm trễ, nên lùi xe về D2 chiếu. Trắng lúng cuống chạy vua lên G3. Chỉ cho có thế, nên lạnh lùng lao tốt xuống F2, tung đòn tấn công để bắt xe đang làm nhiệm vụ bảo vệ hậu. Đến đây thì biết không còn khả năng chống đỡ, nhà vô địch World Cup Gen Duda đành phải dừng đồng hồ chịu thua để tránh khỏi bị chiếu hết mất mặt. Trường hợp mà trắng cố gắng chống cự thì ván cờ sẽ tiếp diễn như sau. Đánh bại Duda ở ngay loạt cờ tiêu chuẩn, Kazuna hùng dũng tiến vào vòng 6, đụng độ kỳ thủ đồng hương là Dominguez PG, người vừa giải mã hiện tượng ngựa ô Sarana Alexei sau hai ván cờ tiêu chuẩn. Với việc Manukasen cũng đánh bại lão tướng Vasily Ivanchuk, Edmin dạy chơi cờ vua mạnh dạn dự đoán Manukasen sẽ cùng với Kazuna vào chung kết World Cup năm nay. Còn các bạn thì thế nào? Hãy để lại comment để Edmin biết nhé.